Dạ mọi người, hôm nay chủ nhật thằng Hiếu nó ngoài Quảng Ngãi vô, nên hai cậu cháu đi đi ra ao bắt cá. Đây, cầm cho. Nhẹ nhẹ nhẹ. Hôm nay trường đi thi thi nghề, lớp 9 thi nghề để cộng điểm tốt nghiệp á, nên không có trường đi. Bây giờ có hai cậu cháu đi. Cái ao này thì mình tính để nó cạn bắt, nhưng mà không biết tuần sau Hiếu nó vô nó có cạn chưa, hay là nó cạn trước cạn sau gì đây. Hôm nay mình đẩy trước. Ồ, bữa nay sao nước nhiều hơn bữa trước luôn á ta. Có cảm giác vậy á. Thế ra cậu quên lấy cái xô rồi. Cái là có không? Thế nào ha? Đây, bây giờ mình xuống mình đẩy. Cậu bị nắc cục. Đây, lấy cái nhựa xuống. Bây giờ xuống đẩy nha. Hiếu trên bờ Hiếu thị thôi, Hiếu khỏi xuống được giờ. Có đồ thay không rồi xuống. Hả? Có đồ thay không rồi xuống. Vậy á. Tăng cái đồ lên tí. Nước sao không? Có nước sao không? Có nước sao không? Có nước sao không? À, có cái kia trong này, cái này. Hai cậu cháu mà mình dùng cái máy quay lớn á, không có đeo trước ngực được, nên mọi người xem chỉ có một cái góc mình xoay qua xoay lại thôi. Rất là nhiều luôn.
không quên trắng rồi anh chưa em. Ui đi có một không? Có gì? Nó mát từ trong đây chưa? Hả? Nó mát từ trong đây chưa? Có, chút mình nấu cho mình. Nó mát tráng đi. Không có chứ, cái đá nó nén lại đâu á. Không có ăn nha, nắng lắm nha. Em bây giờ không bao giờ không nén nè. Trời ơi, trời ơi. Sống rồi luôn hả? Sao nữa làm gì mấy cơ em giờ chưa có à. Bư rồi chứ không biết nữa. Để em qua em bư. Dục quá, cầm dục quá. Đê, thở hỏi. Mình muốn xúc cái không. Đang rất là cực khổ. Cầu hoàng đang rất là cực khổ. Mưa cũng không hiểu đúng lắm.
Rồi cái này là cái cuối nha Hiếu. Cái nói chung là cái ao này còn nhiều nước nên xúc cái sạch không à. Cái lóc thì nó lối bùn rồi, cái cửa nước cạn mới mò chứ bây giờ. Bó tay. Không có con rồi. Này cái kia này. Đó, đi thi cậu lớn lớn đó. Qua đưa cho trường năm luôn con. Tròn là đơn quay đó một quà. Đã là nút tròn là đơn quay đúng không? Nó là nút bỏ đỏ đó. Nút tròn là đỏ. Lóc còn gì đó. Bây giờ mình ngâm cá rồi trưa trưa mình mới làm món. Chà sậy. Bây giờ mình rửa người, tắm rửa đã, tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người clip sau.